Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN đã khai mạc ngày hôm qua 24 tháng 7 năm 2016 và bế mạc ngày hôm nay 25 tháng 7 tại thủ đô Viên Chăn của Lào. Đây là hội nghị quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á kể từ khi Toán Trọng Tài Thường Trực The Hague ra phán quyết bác bỏ các tham vọng chủ quyền của Cộng sản Bắc Kinh trên gần trọn Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Miến Điện đều muốn đưa vấn đề Biển Đông vào bản thông cáo chung yêu cầu các bên liên quan giải quyết các tranh chấp tại khu vực bằng con đường pháp lý và ngoại giao. Tuy nhiên, do áp lực của Cộng sản Trung Quốc, nhất là Bắc Kinh tìm đủ mọi cách để mua chuộc Cambodia và Lào nhằm chia rẽ ASEAN, khiến hội nghị bế mạc trưa hôm nay và chỉ đề cập đến Biển Đông trong bản tuyên bố chung, nhưng hoàn toàn tránh chỉ, chỉ trích trực tiếp Trung Quốc và im lặng về phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực The Hague vì phán quyết này bất lợi cho Bắc Kinh về những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng ASEAN gồm 31 trang, thì Biển Đông được đề cập đến ở trang 29. Giới quan sát cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy ASEAN đã chật vật mới tìm được đồng thuận trên hồ sơ nhạy cảm này. Hôm nay, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến Lào để tham gia đối thoại ASEAN và Hoa Kỳ. Trước chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry, Bộ viên chức Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết là Washington sẽ thúc đẩy để các bên liên quan tìm giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông. Năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Nông Penh, Cambodia đã không ra được thông cáo chung chỉ vì nhà cầm quyền Cambodia phản đối việc đưa vấn đề Biển Đông vào văn bản này.